know that, bitch. Know that. Hello, hello, hello. Nó quay qua rồi, hello. Thế nó làm gì dưới vậy chị? Ăn. Chậm. Trời ơi, trời ơi. Ông có dùng dùng sữa rửa mặt không nghiệp? Không có gì hết luôn chị ơi. Tỉnh luôn á Nghiệp ơi. Đã xấu rồi mà còn nhiều mụn nữa. Ừ. Em mà không dễ thương thôi. Đừng có cái tính nè. Nó quăng luôn rồi đó. Thật lâu đó. Vứt luôn á. Ý là phải. Tính ra nhà này cũng ế thì giờ nó đưa cái mặt này đi tán gái chả ai, chả ai đủ đâu. Ừ. Đã vậy còn hút thuốc nữa chứ. Uống thuốc bao nhiêu năm rồi được? Đầu em tính rồi. Ra 12 4 năm. Đến là đưa em vào con đường nghiện ngập vậy? Không nha. Có người yêu cũ luôn hả? 4 năm con gì. Yeah. Cái loại 4 5 người mà có 5 con mà nó con thì không tôn trọng ra không được. 4 5 người. Nó bỏ em đúng không? Chị nhỏ
ngồi thẳng dữ vậy chị? Chị em với nhau cần gì phải né tránh nha. Không, không thì mình cũng biết câu hỏi rồi, nhưng mà mình cũng biết câu trả lời rồi mà. Lúc mà nó bỏ em chắc mặt em bắt áo luôn. Hả? Em thấy bình thường. Buồn buồn bữa hai bữa không? Mà sao nó bỏ em nhỉ? Nhìn mặt là biết sao rồi. Đúng không? Nhiều lý do. Chị khuyên lắm gì mà mỡ. Mê đi ba nhưng mẹ bắt làm spa. Cái điểm này ngồi kia nó tắt tiếng rồi, nó tiếng ngồi. Chợ xứ nhà đi ba được lấy mụn miễn phí xứ nha. Dễ, vui vẻ. Hử? Vui vẻ. Vui không? Vui. Vui sẽ được. Chỉ có đi vô đây mới được miễn phí thôi nha. Nhưng lần này không như lần trước ha. Em thấy lần này nó bình thường luôn. Lần trước em còn rất mất xíu. Mặt dày quá. Không cảm giác đau luôn. Đang định nói gì chị nói ra dày phát im luôn. Cậy gì không thấy cái đầu ở đâu luôn này. Cậy đâu rồi? Đây cũng... Cục điểm không có, nó vẫn còn hả? Nó vẫn bị lại mà. Kinh rồi đấy. Đừng có lấy ra nha, để kinh. Kinh. Tỉnh luôn. Em vàng, em vàng ra cái mặt đi, em vàng ra cái mặt vậy nè. Sao mà dàn được? Dưa dưa làm gì có cục nào đấy? Hả? Làm gì có cục nào đấy? Có. Không. Có mà. Chị nhớ mà. Có đúng không Nghiệp? Gì chứ? Cái cục chỗ đó. Em không biết đâu. Nếu thật em để rau dưới này được chứ em đừng có để cái rau chỗ này. Hoặc là để cái rau trên này, đừng để rau chỗ này. À là một trong hai thôi hả? Đúng rồi. Ok. Nhìn để cả hai cái nhìn nó bẩn bẩn ấy, thật đấy. Nghe nhìn nó chạy té khối. Thật lúc này nhâm dê vô dục. Ôi. Vậy thôi, tối vậy.
để một trong hai thôi, ai để cả hai bao giờ đâu. Kiểu ban đi khay. Ban đi khay cái gì, ban đi khay. Phê vô. Cái đầu này nó thấy cái đầu mụn đầu này. Rơi nước mắt rồi.